toàn thể đạo tràng. Là sao phần lễ bái tam bảo từ kinh thọ trì quy giới. Avatthana xin được nhường cho Sít MC Nhật Huỳnh, xin mời Sít Nhật Huỳnh. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn Minh Quát Thà Ná. Dạ, cảm ơn Thích Đăng Đồng, Minh Quát Thà Ná, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ, ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Thâm Má Chá Rí. Nhật Quỳnh kính chào Vinh Quát Tha Ná, kính chào Maha Ra Chá, kính chào Canh Đá Rá, kính chào Buôn Bỏ, mến chào Sức Rạng Đông, mến chào Châu Phan, kính chào IQ em đó, kính chào anh chị Phan Quang Liêm, mến chào Sức Ái Kim, mến chào Cẩm Vân, mến chào Thi Lâm, kính chào Hiển Mộng, kính chào người phương Nam. Lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Trung Đức Nhật Bình, kính chào đạo tràng, sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Bình xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quát Tha Ná đã thay mặt đạo tràng để bái tam bảo và thọ trì quy giới. Nhật Bình cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sích Rạng Đông đã mở rung và cho đạo tràng thính pháp, và kính nhà kính chào Minh Nhã Xuất Thí trở vào đạo tràng. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con thấy Đại Đức Tịnh Đạt đã vào đạo tràng, nhà sư có thể cho chúng con cung thỉnh pháp sư để trước khi đạo tràng chúng con được sư hướng dẫn cũng như điều hợp chương trình ông bài hôm nay không, bạch sư? Nhà sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt hướng dẫn cũng như điều họp chương trình ôn bài ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui, phàm thiên phần ngậm ngùi khẩn khoản phần nhận lẫn chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhằm vườn lộc giả ngày giờ chân sanh thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều chẳng như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chân thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn,
Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để hướng dẫn cũng như điều hợp chương trình ôn bài tập ngày hôm nay cao pháp quốc kinh số 108 đến 110. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa và con kính nhân mít đến sư. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con kính lễ chư tăng, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức cùng chư quý vị tham gia diễn đàn pháp cú kinh. Ngày hôm nay là ngày 6 Tây tháng 2 cũng như là ngày mùng 6 âm lịch năm Nhâm Dần cũng như là ngày mùng 6 Tết. Vâng. Quý vị, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Và ngày hôm nay diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục với phần sinh hoạt ôn tập cuối tuần. Và ngày hôm nay phần ôn tập cuối tuần chúng ta sẽ ôn tập đến phẩm ngang Xá Xá Quá Cá câu số 108, câu 109 và 110. Chúng ta sẽ ôn tập 3 câu kệ ngôn Phật cú. Dạ quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi ôn tập cuối tuần ngày hôm nay. Mong rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi sinh hoạt thật là đầy niềm vui, đầy hoan hỷ và nhiều cái lợi ích. Bây giờ xin được phép bắt đầu ạ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami Supatipanno bhagavato savaka sangho sangkhang namami. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con xin kính lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị. Dạ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ôn tập 3 câu kệ ngôn pháp cú số 108, 109 và 110 trong phẩm Xá Xá Quá Khá, phẩm ngàn. Và xin quý vị cho được và cảm ơn bác Vatthana đã hỗ trợ đưa bài. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập qua một lượt ba câu kệ ngôn pháp cú này. Tiếp theo đó thì xin mời quý vị sẽ chọn cho mình một câu trùng tụng lại, đọc lại cũng như là ngâm kệ phần Pali, tiếng Việt cũng như là phần duyên sự tóm tắt của các câu kệ ngôn pháp cú mà ngày hôm nay chúng ta ôn tập đến. Câu 108, 109, 110. Nhà bây giờ xin được bắt đầu ạ. Pháp Cú Kinh Phẩm Ngàn Xá Xá Quá Cá câu số 108. Dân kinh chi diệt thăng qua hưu tăng qua lô kê xa quá cha cha răng cha chê tha bù nhà bạc hồ Sapambi tang na chatu phaga meti
Api vādana ucchukate su seyo Yang kinchi yathaṁ vāhu taṁ vāloke Savacharaṁ yācetā bhunyābhekho Sabbamitaṁ na catupāgameti Api vādana ucchukate su seyo Suốt năm cúng tế vật để cầu phúc ở đời không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh trực. Suốt năm cúng tế vật để cầu phúc ở đời không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh trực. Câu số 109. Abhivadana silisa nityam uttabhajayino chataro dhamma vatanti ayuvanno sukhang phalang. Abhivadana silisa nityam uttabhajayino chataro dhamma vatanti Ayu vano sukhang phalang. Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng thọ sắc lạc sức mạnh. Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng thọ sắc lạc sức mạnh. Câu số 110. Yo cha vasa sa tang chi we dusi lo asa mahito eka hang chi vi tang say yo sila wanta sa cha yino. Yo cha vasa sa tang chi we dusi lo asa mahito Eka hang chi vi tang say yo si la wan ta sa cha yi no. Dầu sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Dầu sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ bây giờ thì sau phần ôn tập tập thể một lượt qua câu kệ ngôn pháp cú số 108, 109 và 110, xin kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng nhau chọn cho mình một câu kệ ngôn và đọc tụng lại cũng như là đọc phần duyên sự tóm tắt. Thưa quý vị, rằng ba câu kệ ngôn này đang được xếp trong phẩm Sa Sa Quá Cá phẩm ngàn, bởi vì có liên quan đến những cái con số giống như là suốt trăm năm, suốt năm, nhà suốt năm, hoặc là sống 100 năm, giàu sống 100 năm. Đó là còn những con số số nhiều và được xếp vào trong những cái câu có những cái con số tương tự. Vì vậy cho nên chúng ta có cái phẩm Sa Quốc Cá phẩm ngàn. Và bây giờ thì xin kính mời quý vị chúng ta xung phong giơ tay để đọc lại, tụng tụng lại những câu Phật ngôn mà Đức Phật Ngài đã dạy. Dạ xin mến kính mời vị đầu tiên ạ. Dạ cô Rạng Đông, mời cô Rạng Đông sẽ là vị đầu tiên đọc lại những câu kệ ngôn Phật. Ngài kính mời cô. Sa thú, con thành kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng.
Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Thammachari, con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn sư Tịnh Đạt cho biết tín hiệu nghe rõ, kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 108. Dân kinh chi dịch thần hô tăng qua lô kê sa wa cha rằng ya che tha bùn nhá bách khô sắp bầm bi tăng na cha tu phà ga mê tí a vi hòa đa na u cho ga tê su say yu dặn kinh chi dịch thần qua hô tăng qua lô kê sa wa cha rằng ya che tha bùn nhá bách khô sắp bầm bi tăng na cha tu phà ga mê tí a vi hòa đa na u chú ga tê su say yu suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh trực. Suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh trực. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con xin đọc viên sự tóm tắt. Tại Vê Lú Bá Ná, Đức Phật đã thuyết pháp tiếp độ cho một người bạn của Ngài Sariputta. Người này hàng năm tiêu phí rất nhiều tiền cho việc tổ chức lễ giết thú tế thần. Đức Phật thuyết phục ông ta trở về lối cúng dường chân chánh. Này ông bà La Môn, việc ông hằng năm tổ chức lễ giết thú tế thần trọng thể như thế, so với việc người phát tâm trong sạch, có tác ý thiện, muốn đảnh lễ những thinh văn của Như Lai, thì một phần tư giá trị cũng chưa bằng. Nhờ lời dạy của Đức Thế Tôn, ông bà La Môn, bạn của trưởng lão Sariputta, đắc quả Tu Đà Quần, thành tựu hướng tâm theo chánh pháp. Dạ thưa, hết. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú kính cảm ơn sư Trần Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ, Tịnh Đức, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn câu pháp cú số 109. A bi wa đa na si li sa nip chăng út tha pá cha dí nô chát ta rô tham ma quá thanh tí a yú quan nô xú khăn pá lăng á bí hoa đá ná si líp xá níp chăn quýt tha pá cha dí nô chát ta nô tham ma quá thanh tí a yú quan nô xú khăn pá lăng. Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng thọ sắc ạc sức mạnh. Bản dịch của Minh Châu. Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng thọ sắc lạc sức mạnh. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Trong thành Đi Gá Lâm Bí Cá, có hai vợ chồng nọ khi biết được rằng con mình phải chết yểu, người cha vâng lời Đức Phật thỉnh chư tăng về nhà đọc kinh Bà-rít-tá liên tục trong 7 ngày 7 đêm. Ngày cuối cùng, chính Đức Phật bổn thân đến để trì tụng kinh Bà-rít-tá. Do oai lực,
Từ bi của Đức Bổn Sư, đứa bé thoát khỏi đại nạn mà tăng thêm tuổi thọ, thoát khỏi tai thần chết. Khi các vị đệ tử thảo luận để tìm hiểu tại sao đứa bé đáng lẽ phải chết yểu lại có thể tăng thêm tuổi thọ nhờ oai lực từ bi của Đức Phật, Đức Phật giải thích về phước báo tăng trưởng của người tôn kính bậc đáng tôn kính. Không phải toàn thể chúng sanh đều có thể tăng thêm tuổi thọ như thế đâu. Sở dĩ những chúng sanh này được như thế là nhờ có tâm kính lễ các vị có đức hạnh. Họ đã phát triển bốn lý do khiến cho giải thoát khỏi điều tai họa nên mới được tăng tuổi thọ. Và hết. Và kính mời huynh. Sa thu lành thầy Xích Cẩm Vân. Nam mô Phật Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, lão pháp và chư tăng, kính lễ cho đại đức tăng chẳng đạo tràng, chính đạo quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Con xin được kể kinh pháp cú số 110 và đọc diễn sự và kính tri ân lễ đức định đạt. Xin nhật hình cho biết nghe rõ. Yo cha vát sa sa tăng chi vế Đô si lô a sa ma hi tô e ca hăng chi vi tăng sa yô si la văn ta sa cha a di nô yô cha va sa sa tăng chi vê Đô si lô a sa ma hi tô e ca hăng chi vi tăng sa yô si la văn ta sa cha a di nô yô cha va sa sa tăng chi vê Đô si lô a sa ma hi tô e ca hăng chi vi tăng sa yô si la văn tan sa cha di nô. Dầu sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày chỉ giới tu thiền định. Dầu sống 100 năm ác giới thiền định, tốt hơn sống một ngày chỉ giới tu thiền định. Bản dịch của ngài Minh Châu. Vài thầy tỳ khưu xuất gia lúc tuổi đã cao, muốn rút vào rừng hành thiền, Đức Phật nhìn thấy mối hiểm nguy, khuyên các ông nên mời theo một vị sa di nhỏ tuổi tên Sắn Chí Cạ đã đắc quả A-la-hán. Một đám cướp hay biết có người ở trong khu rừng đến bảo các thầy phải chọn một để chúng bắt đi. Từ già đến trẻ tất cả đều tình nguyện hy sinh để cứu mạng những vị khác. Nhưng rốt cuộc chính ông sa di nhỏ tuổi nhất được chấp thuận. Các tên cướp dẫn ngài về xà huyệt và chuẩn bị sẵn sàng hành quyết. Vị sa di ngồi lại yên lặng nhập đại định. Tên đầu đảng rút gươm chém hai lần nhưng cả hai lần đều thất bại. Chúng kinh hồn hoảng sợ quỳ xuống đảnh lễ ngài, nghe ngài giảng pháp và xin xuất gia. Vị sa di làm lễ xuất gia cho mấy tên cướp xong, an toàn trở về tìm các thầy tỳ khưu kia còn đang tiếp tục hành thiền trong khu rừng. Kế đó ngài về thuật lại đầu đuôi câu chuyện với Đức Phật. Nhân đó Đức Phật giải thích về giá trị của đời sống đạo hạnh. Dù sống cả trăm năm nhưng tà hạnh không bằng một ngày với giới hạnh nghiêm trì. Dạ hết. Dạ, con xin được xuống mic, chắc cả mời xích Nhật Huỳnh tiếp theo. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Minh Bát Thanh Á. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, Như Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ. Như Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cô tu nữ thăm má cho trí có trước máy không cô? Hôm nay cô có thể cầm mic được không? Cô cho Như Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, con kính tri ân sư cho con tín hiệu. Cha xà thú, sư tại lúc thấy rơm ít người kệ quá, con thấy bàn tay của sư, dạ rất là hoan hỷ, dạ con kính nhân mít đến sư ạ.
Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính ân lễ Thượng Tọa Thành Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài ba câu 108, 109 và 110. Văn kiên chi di thằng quá hữu tăng quá lô kê sa quát cha rằng gia chê thấp bùn nhấp bếc khô sa pầm pi tăng na cha tu phà ga mì tí a phi hòa đa na u chu ga tề su xây vô suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh trực. Tại quê Lũ Quan Á, Đức Phật đã thuyết pháp tiếp độ cho một người bạn của Ngài Sariputta. Người này hàng năm tiêu phí rất nhiều tiền cho việc tổ chức những cái lễ giết thú để tế thần. Đức Phật thuyết phục ông ta trở về lối cúng dường chân chánh. Này ông Bà La Môn, việc ông hàng năm tổ chức lễ giết thú tế thần trọng thể như thế so với việc người phát tâm trong sạch có tác ý thiện muốn đảnh lễ những thinh văn của Như Lai thì một phần tư giá trị cũng chưa bằng. Nhớ lời dạy, nhờ lời dạy của Đức Thế Tôn, ông Bà La Môn, bạn của trưởng lão Sariputta, chứng đắc quả tu đầu quần, thành tựu hướng tâm theo chánh pháp. Và con xin kệ câu 108. Dạ alo, alo. Dạ. Văn kiên chi di thăng hoa hữu tăng hoa lô kê sa hoa cha răng gia chê tha pun nhà pe khô sa pam pi tăng na cha tu pha ga mê ti a phi hoa đà na u chu ga te su say yô. Văn kiên chi di thăng hoa hữu tăng hoa lô kê sa quát cha răng gia chê tháp bôn nhà bê khôn sa pâm bị tăng na cha tu pha ga mê ti a phi hoa đà na u chu ga tê si yô. Văn kiên chi di thăng hoa hu tăng hoa lô kê sa quát cha răng sa quát cha răng gia chê tháp bôn nhà bê khôn sa pam pi tăng na cha tu pha ga me ti a phi wa da na o chu ga te su say yo. Dạ câu 109 ạ. Afiwa danasi lisani chang vutha pacha yino chattaro thamma vatthanti ayuvano sukhang balang. Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng, thọ sắc lạc sức mạnh, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và tôi xin trình bày duyên sự. Trong thành Dikhalam Pika, có hai vợ chồng nọ khi biết được rằng con của mình phải chết yểu, người cha vâng theo lời dạy của Phật, thỉnh chư tăng về nhà đọc kinh Ba Đức Tá liên tục trong 7 ngày 7 đêm. Ngày cuối cùng, chính Đức Phật bổn thân đến để trì tụng kinh Ba Đức Tá. Do oai lực từ bi của Đức Bổn Sư, đứa bé thoát khỏi đại nạn mà tăng thêm tuổi thọ, thoát khỏi tai thần chết. Khi các vị đệ tử thảo luận để tìm hiểu tại sao đứa bé đáng lẽ phải chết yểu là có thể tăng thêm tuổi thọ nhờ oai lực từ bi của Đức Phật, Đức Phật giải thích về phước báo tăng trưởng của người tôn kính bậc đáng tôn kính. Không phải toàn thể chúng sanh đều có thể tăng thêm tuổi thọ như thế đâu. Sở dĩ những chúng sanh này được như thế là nhờ có tâm kính lễ các vị có đức hạnh. Họ đã phát triển bốn lý do khiến cho giải thoát khỏi điều
tai họa nên mới được tăng tuổi thọ. Dạ con xin kệ câu 109. Phi quạt đa na si lê sa ni chăng vô tha ba cha di no cha ta rô tham ma quạt than ti a yu quan no su khang ba lăng. Phi qua đa na si lê sa ni chăng vô tha ba cha di no cha ta rô tham ma quạt than ti a yu quan no su khang ba lăng. A phi qua đa na si lê sa ni chăng vua tha ba cha di nô cha ta rô tham ma qua thành ti a du quan nô su khang ba lăng. Dạ con xin tiếp câu 110 ạ. Vô cháu quá sa sa tăng chi quê đu si lô a sa ma hi tô ê ca hằng chi quý tăng xây vô si la hoàn tát sa cha di nô. Dầu sống 100 năm ác giới không thiền định tốt hơn sống 1 ngày thì giới tu thiền định, là bản dịch của ngài hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin trình bày duyên sự. Vài thầy tỳ khu xuất gia lúc tuổi đã cao muốn rút vào rừng hành thiền, Đức Phật nhìn thấy mối hiểm nguy, khuyên các ông nên mời theo một vị sa di nhỏ tuổi tên là Săng Kích Chát đã đắc quả A La Hán. Một đám cướp biết có người ở trong khu rừng đến bảo các thầy phải chọn ra một người để chúng bắt đi. Từ già đến trẻ tất cả đều nguyện hy sinh để cứu mạng những vị khác. Nhưng rốt cuộc chính ông sa di nhỏ tuổi nhất được chấp thuận. Các tên cướp dẫn ngài về sào huyệt và chuẩn bị sẵn sàng hành quyết. Vị sa di ngồi lại yên lặng nhập đại định. Tên đầu đạn rút gươm chém 2 lần nhưng cả 2 đều thất bại. Chúng kinh hồn hoảng sợ quỳ xuống đảnh lễ ngài, nghe ngài giảng giáo pháp và xin xuất gia. Vị sa di làm lễ xuất gia cho mấy tên cướp xong, an toàn trở về tìm các thầy tự kia còn đang tiếp tục hành thiền trong rừng. Kế đó ngài về và thuật lại đầu đuôi câu chuyện với Đức Phật. Nhân đó Đức Phật giải thích về giá trị của đời sống đạo hạnh, dù sống cả 100 năm nhưng tà hạnh không bằng sống 1 ngày với giới hạnh nghiêm trì. Dạ con xin kệ câu 110. Vô cha qua sa sa tăng chi quê đô si đô si lo asama hi to e ca hăng chi quỷ tăng say vô si la quan ta sa cha di no. Vô cha qua sa sa tăng chi quê đô si lo asama hi to e ca hăng chi quỷ tăng say vô si la quan ta sa cha di no. Vô cha qua sa sa tăng chi quê đô si lô a sa ma hi tô e ca hăng chi vi tăng say vô si la quan ta sa cha di nô. Dạ con xin hết ạ. Xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ, sa thú lành thai, chúng con hành kính đảnh lễ tri ân đại đức đại đức đã từ bi hộn bà ba câu pháp cứu ngày hôm nay. Dạ nam mô bích thai. Dạ dạ con không còn thấy hình ảnh của đại đức Tịnh Đạt nữa bạch sư. Dạ chích Trần Đạo ơi, Trần Đạo có ôn bài được không? Trần Đạo ôn bài được thì xin mời bằng tay Trần Đạo ơi. Dạ mời Trần Đạo nha. Dạ nhục nà tặng cho Trần Đạo trước những cảnh hoa tươi đẹp nha. Tụi mình phải chạy ra ngoài miếng. Dạ, mời Trần Đạo. Dạ, nam mô Bích Thai Giá, nam mô Thâm Thai Giá, nam mô Sanh Thai Giá. Con kính cảnh lễ, thượng tọa Minh Hạnh.
để Đức Tịnh Đạt, để Đức Tịnh Đức cùng chư công đức tăng. Con xin con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 108 ạ. Dạ, cảm ơn sư đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Văn kinh chí dứt thân quá hút tăng quá lô kê xá quát chá răng giá chết thá buồn ná bách khổ sắp bằng phí tăng ná chát tố bà gá mê tí á bí hoa đà đá nà ú chú lá tê xú xây dô dằn phiền chí dứt thần quá hút thần quá lô kề xa quá cha rằng giá về thá buồn ná bách khổ sắp bằng bí tăng ná chát tú bà gá mê tí áp bí hòa đá nà ú chú gá tề xú xây dồ suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh trực. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu tại về lúa quá ná. Đức Phật đã thuyết pháp tiếp độ cho một người bạn của Ngài Sariputta. Người này hàng năm tiêu phí rất nhiều tiền cho việc tổ chức lễ giết thú tế thần. Đức Phật thuyết phục ông ta trở về lối cúng dường chân chánh. Này ông Bà La Môn, việc ông hàng năm tổ chức lễ giết thú tế thần trọng thể như thế, so với việc phát tâm trong sạch có tác ý thiện muốn đảnh lễ những kinh văn của Như Lai thì một phần tư giá trị cũng chưa bằng. Nhờ lời dạy của Đức Thế Tôn, ông Bà La Môn bạn của ông trưởng lão Sariputta đắc quả cơ đàng hoàng thành tựu hướng tâm theo chánh pháp. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, con xin gửi mic lại cho chị Cẩm Vân. Dạ, kính cảm ơn sư Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đồng hữu trong room. Con xin đọc bài ôn câu 108. Văn kiên chí dứt thân hòa hú tăng quá lô kê sắc quá chá răng giá chề tha buồn nhá pét khô sắp phá sắp bầm bí tăng ná chá tú bà gá mê tí á bí hòa đá nà út chú giá tề xú xây vô văn kim chí nhiếp thăng quá uống tăng quá lô kê xa hoa cha rằng giá chề thá buồn nhá bét khô sắp bầm bí tăng ná cha tu bà gá mê tí á bí hòa đá nà đá nà út chú gá tề xú xây vô suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh trực. Suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh trực. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Câu 109. Dạ, để con sơ ý quá, con đọc Duyên Sự.
Câu 108. Tại quê Lú Quanh Ná, Đức Phật đã thuyết pháp độ tiếp độ cho một người bạn của Ngài Sariputta. Người này hàng năm tiêu phí rất nhiều tiền cho việc tổ chức lễ giết thú tế thần. Đức Phật thuyết phục ông ta trở về lối cúng dường chân chánh. Này ông Bà La Môn, việc ông hàng năm tổ chức lễ giết thú tế thần trọng thể như thế, so với người phát tâm trong sạch có tác ý thiện muốn đảnh lễ những thinh văn của Như Lai thì 1/4 giá trị cũng chưa bằng. Nhờ lời dạy của Đức Thế Tôn, ông Bà La Môn, bạn của trưởng giả Sariputta, đắc quả Tu Đà Quờn, thành tựu hướng tâm theo chánh pháp. Dạ, con kính đọc câu 109. Api wa dana si lip sa nip chang vut tha pa cha yi no chát ta rô tham ma quá thành tí a yu wa no su khăn phá lăng. Api wa dana si lip sa nip chang vut tha pa cha yi no chát ta rô tham ma quá thành tí Ayu Wano Su Khang Pá Lăng. Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng, thọ sắc lạc sức mạnh. Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng, thọ sắc lạc sức mạnh. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Trong thành Đi Gá La Lâm Bi Cá có hai vợ chồng nọ. Khi biết được rằng con mình phải chết yểu, người cha vâng theo lời Đức Phật, thỉnh chư tăng về nhà đọc kinh Paritta liên tục trong 7 ngày 7 đêm. Ngày cuối cùng, chính Đức Phật một thân đến để trì tụng kinh Paritta. Do oai lực từ bi của Đức Thế Tôn, đứa bé thoát khỏi đại nạn mà tăng thêm tuổi thọ, thoát khỏi tai thần chết. Khi các vị đệ tử thảo luận để tìm hiểu tại sao đứa bé đáng lẽ phải chết yểu lại có thể tăng thêm tuổi thọ nhờ quay lực từ bi của Đức Phật, Đức Phật giải thích về phước báo tăng trưởng của người tôn kính bậc đáng tôn kính. Không phải toàn thể chúng sanh đều có thể tăng thêm tuổi thọ như thế đâu. Sở vị những chúng sanh này được như thế là nhờ có tâm kính lễ các vị có đức hạnh. Họ đã phát triển 4 lý do khiến cho giải thoát khỏi điều tai họa nên mới được tăng tuổi thọ. Và hết. Con xin đọc câu số 110. Vô chá quá xá xá tăng chi quê đúc si lô á xá ma hí tô ê ca hăng chi quý tăng xê vô si lá quan tát xá cha dí nô. Vô chá quá xá xá tăng chi quê đúc si lô á xá ma hí tô ê ca hăng chi quý tăng xê vô si lá quan tát xá cha dí nô. Dầu sống 100 năm, ác giới không thiền định, tốt hơn sống 1 ngày, trì giới tu thiền định. Dầu sống 100 năm, ác giới không thiền định, tốt hơn sống 1 ngày, trì giới tu thiền định. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ngoài thầy tỳ khu xuất gia lúc tù
tuổi đã cao, muốn rút vào rừng hành thiền, Đức Phật nhìn thấy mối hiểm nguy, khuyên ông nên mời theo một vị sa di nhỏ tuổi tên Sankicca đã đắc quả A-la-hán. Một đám cướp hay biết có người ở trong khu rừng đến bảo các thầy phải chọn một để chúng bắt đi. Từ già đến trẻ tất cả đều tình nguyện hy sinh để cứu mạng những vị khác, nhưng rốt cuộc chính ông sa di nhỏ tuổi nhất được chấp nhận, chấp thuận. Các tên cướp dẫn ngài về xào huyệt và chuẩn bị sẵn sàng hành quyết. Vị sa di ngồi lại yên lặng nhập đại định. Tên đầu đảng rút gươm chém hai lần, nhưng cả hai lần đều thất bại. Chúng kinh hồn hoảng sợ quỳ xuống đảnh lễ ngài, nghe ngài giảng giáo pháp và xin xuất gia. Vị sa di làm lễ xuất gia cho mấy tên cướp xong, an toàn trở về tìm các thầy tỳ khưu kia còn đang tiếp tục hành thiền trong rừng. Kế đó ngài thuật lại đầu đuôi câu chuyện với Đức Phật. Nhân đó Đức Phật giải thích về giá trị của đời sống đạo hạnh. Dù sống cả trăm năm nhưng tà hạnh không bằng một ngày với hạnh nghiêm trì. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, mến mời bàn tay của Sít Ấn Đông nha, Huynh Quách Thánh Á. Mỗi người đọc chừng ba câu. Dạ, dạ mời Sít Nhật Quỳnh. Dạ thú sa thú kính cảm ơn cảm nam mô bích tha. Dạ dạ con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Bình, kính lễ quý bà quý cô tu nữ Nhật Bình, kính chào đạo tràng. Dạ con thấy đồng hồ cô không còn bao nhiêu nên con xin đọc câu 109. Dạ nãy giờ là 108, 109, 110 đều có người đọc hết rồi. Dạ, nên con xin đọc được câu 109 là cũng vừa đủ giờ để cho sư giảng tiếp rồi. Dạ, cảm ơn Đăng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Minh Bạch Hà Ná cho bài học. Api-wa-đa-na-si-li-sa-nit chẳng vụt thà bát cha di nô cáp tà rô thầm ma quạt thành tí a du quạnh nô su khăn ma lăng a thi quà đa na si li sa ni chẳng vụt thà bát cha di nô cáp tà rô thầm ma quạt thành tí a du quạnh nô su khăn ma lăng. Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trường thượng, bổn pháp được tăng trưởng thọ sắc lạc sức mạnh. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trường thượng, bổn pháp được tăng trưởng thọ sắc lạc sức mạnh. Và con xin được kể. Api-vada-na-si-li-sa-ni-chang-vut-tha Bà-cha-di-no Chà-ta-ro-tham Mà-va-than-ti-a-yu-van-no Su-khang-ba-lang Api-vada-na-si-li-sa-ni-chang-vut-tha Bà-cha-di-no Chà tà rô thăm mà quát thanh tí a yu văn nô su khăn ba lăng. Dạ con xin được đọc duyên sự. Dạ cảm ơn Đăng Đông. Trong thành đi khá lầm bi cá, có hai vợ chồng nọ khi biết được rằng con mình phải chết yểu. Người cha vâng theo lời Đức Phật tỉnh chư tăng về nhà đọc kinh Barita liên tục trong 7 ngày 7 đêm. Ngày cuối cùng chính Đức Phật bổn thân đến để trì tụng kinh Barita
do oai lực từ bi của Đức Bổn Sư, đứa bé thoát khỏi đại nạn mà tăng thêm tuổi thọ, thoát khỏi tai thần chết. Khi các vị đệ tử thảo luận để tìm hiểu tại sao đứa bé đáng lẽ phải chết yểu lại có thể tăng thêm tuổi thọ nhờ oai lực từ bi của Đức Phật, Đức Phật giải thích về phước báo tăng trưởng của người tôn kính bậc đáng tôn kính. Không phải toàn thể chúng sanh đều có thể tăng thêm tuổi thọ như thế. Không phải toàn thể chúng sanh đều có thể tăng thêm tuổi thọ như thế đâu. Sở dĩ những chúng sanh này được như thế là nhờ có tâm kính lễ các vị có đức hạnh. Họ đã phát triển bốn lý do khiến cho giải thoát khỏi điều tai họa nên mới được tăng tuổi thọ. Dạ. Duyên sự gắn chắc đến đây đã chấm hết. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, trong ba câu này câu nào cũng rất là hay. Nhưng mà con chọn câu thứ 9, 109, lý do là thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng bốn pháp được tăng trưởng thọ sắc lạc sức mạnh. Dạ, đây là một câu để nhắc cho con nha. Lúc nào cũng phải nhớ, nhớ là kính trọng những vị trưởng thượng, mà không phải kính trọng những vị trưởng thượng, mà mình phải coi trọng tất cả chúng sanh. Nam Mô Bụt Tha Giá, và con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và bây giờ thì con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt Từ Bi Hoan Hỷ trở lại đạo tràng để chúng con được hòa sư giảng giải đúc kết buổi học, buổi ôn tập ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá, con kính dâng mít đến sư. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ sa thú lần thai. Dạ hôm nay diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta ôn tập ba câu kệ ngôn Pháp Cú số 108, 109 và 110. Hôm nay thì rất là tri ân các vị đại đức tự đức cùng các vị đã nhiệt tâm để mà ôn ba câu kệ ngôn Pháp Cú này cho được đầy đủ. Trong ba câu kệ ngôn Pháp Cú này thì quý vị thấy câu 109 thì rất là quen thuộc, bởi vì cái câu này được chư tăng sử dụng cũng như là học theo cái cách mà Đức Phật này đã dạy để phúc chúc phước lành đến chư quý Phật tử khi mà dâng cúng cúng dường. Chúng ta gọi đó là kinh phúc chúc phước báo. Nhưng thật ra thưa quý vị rằng không có cái bài kinh nào là bài kinh phúc chúc phước báo hay là bài kinh cầu siêu cầu an. Cái điều này nhiều khi chúng ta lại thành thói quen. Đây là những cái bài, những cái câu kinh mà Đức Phật Ngài muốn sắp tấn, Ngài muốn sắp tấn dạy cho cái người Phật tử, cái người đệ tử khi mà làm các công đức á, thì phải có cái tâm kính lễ. Phải có tâm kính lễ. Vật cho không bằng cách cho, bố thí bình thường không bằng cái việc bố thí bằng cái tâm kính lễ. Vì thế cho nên nó cũng là một lý do tại sao mà chúng ta thường hay nghe hãy bố thí cúng dường đến những cái vị xuất gia, những vị tu hành, những cái vị có giới đức, hơn là bố thí cúng dường giúp đỡ những cái người không có giới đức. Bố thí nào nó cũng mang lại cái kết quả tốt nếu như chúng ta có tác ý là gột sạch cái phiền não. Tuy nhiên đối với những bậc xuất gia, những bậc có giới đức á, thì chúng ta lại dễ dàng khởi lên cái tâm thành kính.
sự bố thí cúng dường cộng với cái tâm thành kính thì cái công đức nó sẽ thù thắng hơn. Dạ, đó là một trong những cái lý do mà đa phần các quý Phật tử, những vị thí chủ đều muốn tạo công đức đối với những vị trưởng lão, những vị có cái giới đức tu hành lâu năm. Và ở trong những cái câu kệ ngôn pháp cú mà chúng ta học đó, từ trước đến giờ đó, thì chúng ta lại thấy cái câu kết của cái câu kệ kinh pháp cú đó. Sau một cái duyên sự các vị tỳ kheo, hay là duyên sự của các người cư sĩ, ngay cả các ngoại đạo Bà La Môn, khi trình lên Đức Phật Ngài giải thích sách tấn, và cũng như đúc kết lại một cái câu kệ ngôn pháp cú. Sau cái thời pháp đó, đa phần các vị tỳ kheo, các vị cư sĩ, hay là cả Bà La Môn ngoại đạo đều có được cái kết quả như là chứng đắc Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Đà Hàm và A La Hán. Thì quý vị có nghĩ rằng đây là một cái trường hợp đặt ra, hay là nó trùng hợp một cách ngẫu nhiên hay không? Chúng ta có thể khó tin, bởi vì cái câu kệ ngôn pháp cú nào, cái duyên sự nào cũng có một cái kết rất là đẹp. Nhưng mà chúng ta có thể suy nghĩ rằng đối với Đức Phật đó, hay là đối với các vị thánh tăng, các ngài có một cái khả năng, một cái trí tuệ thấu đáo. Thấu đáo ở đây là thấu đáo về cái lời pháp thích hợp ngay trong cái khoảnh khắc đó. Cái thấu đáo ở đây là cái thấu đáo về căn tánh của cái người đang cần được nghe, cần được giải đáp. Thì vì thấy rằng hai yếu tố này đó nó rất là quan trọng, và cộng với cái thiếu yếu tố đó là những cái vị này đã tạo các công đức phước báo ba la mật từ các cái đời quá khứ, và đủ duyên lành, đủ cái trí tuệ, đủ cái nhận biết để mà hiểu cái lời Phật dạy. Cho nên á, cái lời thuyết pháp của Đức Phật hay là cái chư vị thánh tăng có một cái kết quả, có một cái mình chúng ta gọi là áp phê, có một cái sức mạnh đánh tan cái si mê của cái người nghe. Và chính vì cái yếu tố này đó, nó giúp cho cái người nghe dễ dàng nhận định, nhận ra cái lỗi lầm, cũng như là nhận ra cái chân thật, cái điều sự thật của cuộc đời. Và vì thế cho nên á, các vị chứng đắc được các cái tầng thánh đạo quả, cũng như là cắt bớt đi các cái phiền não. Chúng ta thấy rằng á, thời nay sở dĩ tại sao mà ít có người lãnh hội được giáo pháp một cách thấu đáo, hay là chứng được các cái tầng thánh quả. Đương nhiên rằng chúng ta có thể nói rằng thời nay thì cái người mà để mà tu hành rốt ráo thì đã hiếm rồi, đã hiếm rồi. Mà được nghe cái giáo pháp thích hợp với căn cơ tánh của mình hay là của người khác đó thì càng khó hơn. Bởi vì sao? Bởi vì cái người nói đó, giống như Tịnh Đạt hay là các vị giảng sư, cái người nói đó là nói theo cái sự hiểu biết của mình, cái sự kinh nghiệm của mình. Nhưng cái điều kinh nghiệm đó, cái sự hiểu biết đó,
nó vẫn còn là nằm trên cái phần lý thuyết, chứ chưa có thể nào trình bày cho quý vị thấy rằng cái điều đó trên cái phương diện thực hành chứng ngộ. Và chính vì vậy đó, chính vì vậy đó thì cái lời hướng dẫn đó, nó sẽ không có tác động mạnh. Hên hên, mai mai thì gần với cái tâm lý người nghe, và người đó cảm thấy rằng rất là thích hợp. Nhưng mà không có mai á, thì cũng là lời Phật dạy, nhưng mà nó không có hợp với mình ngay trong cái thời điểm này, thì chúng ta cũng không có quá là chú tâm, quá là chú ý. Chính vì những lý do đó mà thời nay cái người thuyết pháp, cái người giảng đạo cũng khó lòng nào để mà biết cái người nghe cần nghe cái gì và đang bị vướng vào cái gì. Và cái người nghe đó cũng không biết là mình cần nghe cái gì để được giải đáp. Chúng ta thiếu nhiều cái điều kiện lắm. Cho nên á, trong những cái bài kinh mà chúng ta, những cái câu kệ kinh Pháp Cú mà chúng ta học đó, chúng ta sẽ thấy dễ đắc quá, dễ chứng ngộ quá. Nhưng mà thưa không quý vị, cái người nói, cái người thuyết pháp là Đức Phật, là các vị thánh tăng, các ngài có cái khả năng vận dụng giáo pháp một cách hợp thời, đúng người, đúng đối tượng. Cho nên cái lời giảng giáo pháp nó đi sâu, đi rõ và đi trúng cái đen của cái người nghe. Cũng giống như là cái người mà học về tâm lý học đó, người mà có kinh nghiệm dày dặn về cái phần mà phân tích tâm lý những người đang bị buồn phiền hay là gặp khó khăn đó, họ nói chuyện chúng ta nghe mê lắm, ta bị lôi cuốn lắm. Bởi vì sao? Bởi vì họ nói trúng cái tim đen của mình, họ nói trúng cái tim đen của mình, và họ đưa ra những cái lời khuyến thích sắp tấn nó hợp tình hợp lý với khả năng của mình. Thì quý vị thấy rằng chỉ có bấy nhiêu đó thôi là mình cảm thấy là rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Chính vì thế mà chúng ta thấy rằng trong những cái bài kinh đó thì chúng ta thấy không phải là cái sự trùng hợp hay là cái sự thêm thắt, mà chúng ta có thể hiểu đó là một cái sự kết hợp một cách đầy đủ các cái điều kiện. Thì trong câu kệ ngôn Pháp Cú số 108, 109 và 110 đó, đây là những cái trường hợp, những cái trường hợp mà khi Đức Phật hay là cái vị sa di Sankicca là vị sa di nhỏ tuổi, có thần lực, có thể tiếp độ những cái hạng chúng sanh khác. Chúng ta cứ nguyện đi, chúng ta học Phật pháp, chúng ta bén duyên với Phật pháp, chúng ta cứ nguyện nha. Nguyện có đủ cái trí tuệ, có đủ cái nhân duyên để mà gặp được giáo pháp, để mà gặp được cái người hướng dẫn hiểu mình. Cái điều này khó lắm thưa quý vị. Chúng ta thấy giáo pháp thì chúng ta học, nhưng mà để mà tìm một cái người có thể hữu duyên để mà có thể hướng dẫn cho mình cực kỳ khó. Cái người hữu duyên hướng dẫn ở đây không nhất thiết là một cái vị sư, một cái vị xuất gia, mà nhiều khi là một người bạn hữu, một cái người thiện hữu, người bạn đạo, cũng là một cái người thể sách tấn cho mình được. Thì cái điều đó một cái điều rất là quý, một cái điều may mắn nhất ở trong cuộc đời. Ở ngoài chúng ta nói rằng có được một cái người tri kỷ bản thân đó là một cái điều may mắn nhất trong cuộc đời, nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Bởi vì cái người bạn thân đó có thể là người đưa ra cho mình những cái lời chia sẻ, nhưng mà không có hướng mình đến cái giải thoát, cái hạnh phúc.
Thì đó là những lời mà Tịnh Đạt muốn nói thêm qua những cái câu kệ ngôn pháp cú, và cũng như là để giải thích thêm một cái cô hỏi về tại sao có những cái trường hợp trong kinh pháp cú lại có những cái trường hợp là thuyết pháp xong, nghe nghe pháp xong lại dễ đắc như vậy. Và thưa quý vị, nếu không có gì thay đổi thì chúng ta sẽ tiếp tục cho phần ôn tập tuần sau. Với ba câu kệ ngôn pháp cú theo là câu số 111 liên quan đến vị trưởng lão tên là Khanu Kondanya, câu số 112 liên quan đến vị trưởng lão Sappada Sát, và câu số 113 liên quan đến nàng Patachara Phikuni, một cái vị tỳ kheo ni tên là Pachara. Thì đó là cái thông báo về buổi học ôn tập tuần sau chủ nhật, chúng ta sẽ tiếp tục. Và bây giờ thì Tịnh Đạt xin được kết thúc cái sinh hoạt ngày hôm nay với phần phước phát sanh. Chúng con xin kính dâng đến chư tăng cũng như là toàn thể quý vị luôn luôn được sự an lành trong Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn ạ. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã hướng dẫn chúng con ôn tập của tuần ngày hôm nay. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đến Thượng Tọa minh hạnh. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha nukha vena sada sothi bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma nukha vena sada sothi bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha nukha vena sada sothi bhavantu te. Tất cả phương văn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả có tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa minh hạnh Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và ôn tập cuối tuần. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cẩm dân hồi hướng. Ya devata santi vihara vasini thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu bồ chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa đề thề ra cha ma cha na wa ca cha biết ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra Sappana puta sukhita pavan tu te chala puja ye pi chanda sampawa samseda chata athavo papatika niyani gang thamma vatrang patitya te sappe pi dukkhat sakharantu sankhayang thatu chi rang sa tang thammo Thammatara chaputala Sankho ho tu samakho va Athaya cha hitaya cha Amhe rakham tu sat thammo Sappe pi thammacharino Vodhim sampavunayama Thammariyapa ve di te. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã buông tập vào rung nghe pháp.
Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam, chúng ta trở lại vào room học Pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống mic.